Ok, chào mọi người. Nãy giờ hả? Cái máy của mình nó bị hacker tấn công các bạn. Mình phải restore máy lại thôi. Thật sự thì máy của mình không có gì để tấn công hết á. Máy của mình chỉ có cái game Pokemon này thôi à, mà cái tài khoản của này mình lưu lại rồi, mình không có ấy. Mỗi ngày mình chỉ vô mình chơi cái game này với quay bandicam cho các bạn thôi, cho nên không có gì để tấn công á. Nhưng mà cái kiểu mà nó cài vô máy rồi các bạn thì giống như là auto nó tấn công, chứ không phải là do nó tấn công theo kiểu thủ công, hay là nó không có tìm từ từ, máy nó sẽ tự tìm theo cái lập trình của cái auto đó ha. Thì mình không có ấy, mình không có gì để nó tấn công, cho nên chắc cũng không có sao. Mấy thằng hacker này nó ghê lắm nha các bạn. Nó tấn công kênh của người khác, nó tấn công vô máy của người khác, xong nó lấy toàn bộ những cái dữ liệu của người khác á, kể cả kênh YouTube. Đợt mình bị ấy á, là nó lấy dữ liệu kênh YouTube của mình á, xong rồi nó bán đi, xong rồi cái nó thằng kia lấy không được hay gì, cái nó xóa kênh, khốn nạn lắm. Tại vì cái kênh YouTube của mình ngày xưa đó, mình đã liên kết với cái tài khoản ngân hàng của mình, cho nên nó không lấy được tiền của mình, nên nó xóa kênh mình luôn. Mẹ ức chế lắm các bạn. Nó có hẳn cái auto xóa kênh luôn các bạn, giống như là kiểu nó chỉ cần nhấp vô cái đó thôi là nó sẽ xóa kênh của người nào mà nó muốn luôn. Thì ý là nó sẽ tự đăng nhập vô Google, máy sẽ tự đăng nhập vô vô phần đó rồi vô xóa kênh, ví dụ như vậy. Lập trình sẵn cái auto, mọi thứ nó chỉ cần một nút bấm thôi. Thường thường theo mình á, là mấy thằng hacker thường nó sẽ lập trình những cái auto nhưng mà nó không có xài, nó chỉ để khi nào mà cần thiết á, thì nó mới bật auto lên thôi, còn mà bình thường nó vẫn xài theo cách thủ công. Tại vì hacker mà thường thường hacker là những cái thằng thông minh, mà những thằng thông minh không có chơi theo cách mà auto đó các bạn. Nó chỉ auto một thời gian nó sẽ quên. Mình cũng vậy, nếu mà mình ấy mình cũng sẽ không để auto, nhưng mà mình vẫn làm auto để phòng hờ mọi chuyện. Ghê thiệt má, tại vì mình vô những cái trang web hơi bị bạ cho nên bị tấn công. Anh em cẩn thận nha, sau này có vô vô YouTube thôi nha, đừng vô mấy trang web khác để tránh bị ảnh hưởng. Với lại máy tính làm việc thì anh em đừng có nên vô những cái trang web bậy bạ hay tải những cái gì đó không đúng về máy, thì nó ảnh hưởng tới máy tính của các bạn rất là nhiều. Má luyện cấp gần nửa tiếng đồng hồ chưa lên được gì hết. Con cá này là ý là dễ lên đó, chứ có nhiều con khó lên hơn. Clip của mình cũng đơn giản, chỉ có đi qua đi lại đánh thôi chứ không có gì đặc biệt hết, mà kiểu mà mình nói chuyện với các bạn thôi. À hồi nãy mình đang nói tới cái máy tập bụng á các bạn, mình mua về mình hiện tại mình đang tập này, ngày nào mình cũng để trong bụng để nó đánh mở bụng á, đánh tan mở bụng mình, mà đánh tan hay không thì không biết, để mình thử coi như thế nào. Tập là phải kiên trì đeo 1 tháng, ngày nào cũng tập thì nó mới có kết quả. Để mình coi 1 tháng có cái bụng của mình nó có thay đổi gì không, nếu mà không thay đổi thì có gì đâu, máy cũng như không. Máy đánh mở bụng nhưng mà đánh thật sự cảm giác được cái điều mà nó làm ở trên cái bụng của mình á, ý là nó rung rất là mạnh, nó không phải rung mà nó tích điện vô bụng mình rất là mạnh, nó làm cho mấy cái dây gân nó tự giật 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 theo, ghê lắm các bạn.
bạn nào mà sợ điện thì đừng chơi nha. Nói chung thì nó cũng không có đau, mà nó bị giật á, nó bị điện giống như bị điện giật. Điện nhẹ thôi bạn, điện nặng là mình chết rồi. Nó giật, nó bóp bóp mấy cái cơ của mình lại. Cảm giác giống được massage thật sự. Gọi lên cấp 90. Đánh mấy con dơi này thì cũng lên được chỉ số tốc độ á. Cứ đánh thôi. Con này chỉ số tốc độ là 30 mà bị giảm uổng ghê. Mình còn tới hai con nữa, hết con này mình còn hai con nữa chưa có luyện á. Con chó với lại con Pinecone này, hai con đó cũng mạnh lắm á, mà phải luyện chứ. Tất cả những con là mình có anh phải luyện hết, xong rồi mình đi lấy đá Mega. Bạn cũng các bạn chơi này bạn cũng phải luyện cấp Pokemon đi bạn. Tự chết luôn ha. Lên stay cho nhanh. Cái chiêu waterfall nó mạnh lại cộng thêm 20% nó mạnh hơn. Ví dụ chiêu waterfall là 100 80 đi ha. 80 mà cộng thêm 20% của 80 nó là nhiêu? 100% được 20 lần á. Nè, bạn mở máy tính là bạn tính. Đây 80 nhân 0,0.02, 20% hả? 0.2 thôi, 16, vậy là lên được 96 đam đó. Chiêu vật lý nữa, đánh mạnh. Nãy giờ chưa kiếm được con Shiny nào hết trơn. Cũng kiếm được con gì đặc biệt, mấy con cũ không à. Cấp 91 rồi. Còn 9 cấp nữa thôi. Càng lên cấp cao thì càng khó mà luyện cấp cho mấy con Pokemon này được. Mình ghét nhất là cấp 9X trở đi. Luyện cấp rất là lâu luôn. Bạn thấy đánh vậy các bạn đừng có chán nha. Hay luyện cấp cùng mình. Tới một lúc nào đó mình quay clip mình đánh PvP thì các bạn cũng thấy những cái ngày mà mình gian khổ mình luyện cấp, mình làm clip nè, các bạn không ngồi làm với mình. Tới chừng mình đánh PvP được các bạn bảo ô nên hay quá đâu hay.
rất là bình thường luôn. Mình cũng như các bạn vậy thôi, đâu có gì đâu, mình cũng luyện từ từ mà. Đó, các bạn coi clip của mình là mình cũng đi lia từng vùng từng vùng từng vùng á, chứ có phải là làm gì hay ho hơn các bạn đâu, đúng không? Cũng bình thường như các bạn thôi. À, đánh với con quỷ này chiêu thì có mà sợ nó study thôi, thấy không? Study đánh mình, đánh mình nó chết mình cũng chết chứ không phải gì. Đông như quỷ. Hồi máu cho nó rồi đó. Con này được cái giờ chỉ có 170 thôi. 170 là lên cấp. Máu của nó lên 192 rồi. Nhích 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 ha, máu nhích nhích, kinh nghiệm nhích nhích, kiểu này không biết nào lên được. Mình đi theo từng cái kiểu đi khác nhau coi, nó sẽ có những con Pokemon khác nhau không nha. Rồi giờ nếu mà đi quay lại thì nãy là ấy ha, giờ mình đi thử thử đi vòng 4 ô rồi. Vòng 4 ô à, đầu tiên con dơi ha. Tỷ lệ ra coi như thế nào. Chứ giờ mình cũng đâu biết làm gì đâu bạn. Con dơi ra nhiều ha, mấy con kia không thấy. Con bướm, hai con hiệp lai ha. Ý là nếu mình thay đổi nút bấm á, thì ví dụ mình chạy qua hẳn một đường ấy, chạy lại hẳn một đường thì ra con khác, hay là mình đi vòng vòng thì ra con khác. Không tiến hóa. Oh, đít nè. Dơi không thì ngon rồi. Con này nếu nó lên tấn công thì phải. Ở lên speed, lên SP attack luôn. Dơi nữa các bạn. Không, lên cấp 92 rồi quýnh dơi con hit à. Rắn một hit luôn má, lên cấp khó vãi. Chín ít trở đi luyện khó. Z này mình thấy thường thường không có bị dính study, thấy không? Đâm thẳng vô luôn à.
Trời ơi má, nhất từng kinh nghiệm gì thì biết nào mới lên được 93. Chắc lên 95 mà biến nó thành cá mập luôn quá. Gì? Pikachu em học rồi, sao bấm vào mấy cái lỗ đó đào không được vậy anh? Hay viết cái đóng nhầm, hay chơi bằng điện thoại? Đít bị lỗi, đít bị lỗi, không đào được. Mẹ, mới chơi mà ổng theo dõi fanpage. Ba rồi. Trời ơi, lên cấp trần thân đó bạn. Trời ơi, lên một khúc luôn. Ngon vãi chưởng. Chú voi con ở bàn đôn, chưa có nghe nên còn trẻ con. Luyện cấp vậy là mình luyện chỉ số luôn đó các bạn, chứ không phải là đơn giản là chỉ luyện cấp thôi đâu. Các bạn thấy chỉ số HPD của mình lên tới 120 không? Từ từ mình sẽ luyện nó lên cao hơn nữa, nó phải là 255 mới được. Chưa mà, má mình chưa đánh mà. Mất dạy mày, thích đánh không? Được, mày cho mày đánh này, ăn lửa của ông này. Xạo xạo hả? Trời ơi, có trả không được luôn. Má mày thích đánh đúng không? Được, tao đánh với mày. Mày thích đánh đúng không? Còn quả đá này mình không có trở lên cấp đâu, kệ nó. Nó muốn lên cấp thì lên, nó lên thôi. Tại vì mình không có sử dụng nó thường, sử dụng để đít thôi à. Nên lên cũng được, không lên cũng được, không quan tâm. Giờ quan tâm, điều quan tâm nhất của mình là chỉ có con cáo Cavania thôi.
nó mới cấp 93 thôi, nó còn tới 7 cấp nữa lận, rất là khó để lên cấp lúc này. Phải kiên trì hơn xíu nữa thì mới được. Chín ba được nửa ống rồi. Không, thường thường là mình đánh chiêu AWZ là nó sẽ hút hết máu luôn, nó không có tới, không có study, thường là vậy thôi chứ không phải tất cả đều vậy. Đôi khi nó có study thì sao mình cản được, đó là chuyện của nó mà. Chín lăm mình sẽ tiến hóa 2 cấp nữa, mình sẽ tiến hóa con này thành Cavernia các bạn. Còn 5 cấp sau mình sẽ cho ăn kẹo. Luyện lên 95 thôi chứ luyện lên 100 nó nhiều lắm, phức tạp. Tăng cường độ lên. Mình tăng cường độ cái máy tập bụng đó các bạn. Mình không biết là máy này có hiệu quả không, nhưng mà mình cảm giác được massage, mình cảm thấy khỏe, cảm giác được massage cái bụng đó. Mình cảm thấy thích, nó nhột nhột đã, cho nên mình cứ tập thôi. Ý là mình cứ để nó đó thôi, nó tập gì mình. Đôi khi bây giờ các bạn nằm tại chỗ, bạn chỉ cần đeo thiết bị vô người thì nó sẽ tự tập cho các bạn. Mình tập vô con chuột thì mình cảm giác con chuột của mình, cơ bắp của con chuột á, nó có một cái gì đó nhức nhức mỏi á ở trong, nhưng nó được tập thì mình đã từng tập rồi, mình cảm giác được điều đó. Rồi lên 94 rồi. Cấp nó tiến hóa. Lăm mình sẽ tiến hóa nó thành con cá mập. Cố lên nào, tôi ơi. Con hay là mình đánh bằng chiêu này được. Khả năng có study. Không có à? Ok. Có thì thôi. Cấp nữa thôi, cố lên nào các bạn ơi. Nó tự quýnh mình tự chết luôn, ghê. 1/10 ống kinh nghiệm rồi đó. Giờ này hỏi tại sao mẹ chỉ. Các bạn muốn tải game BIOS thì các bạn vô trang Pokemon Revolution Online á, các bạn kiếm. Mẹ chỗ đó có. Còn nếu mà kiếm không thấy thì chơi phải nghỉ chơi luôn, khỏi chơi. Vô trình các bạn kém, bạn kiếm không thấy, đã kiếm không thấy thì các bạn chắc chắn chơi game này cũng không tới đâu. Toàn xin thôi. Trước sau gì cũng bỏ game, chơi làm gì đúng không?
mục tiêu kiếm mà có thì thầy chơi, còn không có thì thôi. Có thì chưa chơi được. Mẹ ai biểu mua điện thoại chi, ai biểu mua điện thoại iPhone chi, iOS đồ. Mẹ cuối cùng chơi không được thì đổi thừa. Nói như mình á, bạn thấy không, mình xài điện thoại của bắp, điện thoại Android APK thôi. Mình xài cái Apple F1S thôi. Mình có một số game mình chơi không được do máy mình cùi bắp, nhưng mà mình vẫn chơi được những cái game bình thường, những cái game thông dụng. Mua điện thoại xịn chi rồi cuối cùng những cái xịn không chơi được. Không phải là điện thoại iPhone mà các bạn chơi không 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 chơi được những game bình thường, mà có một số game các bạn không có. Có một số game dành cho iOS thôi, tức là các bạn thuộc cái tầm đó rồi. Các bạn mua được điện thoại iPhone thì các bạn chỉ chơi được những người sản điện thoại iPhone thôi. Mà giờ hiện tại Việt Nam thì mình thấy rất có APK nhiều, thì các bạn mắc gì các bạn mua điện thoại iPhone làm chi, là màu à, thể hiện với ai chi vậy, đúng không? Mình không nói tới những người lớn, những người lớn họ mua điện thoại iPhone là để họ đi làm, họ lịch sự, không, họ đi làm họ lịch sự, họ trước mặt đồng nghiệp họ có điện thoại iPhone, họ cầm rất là lịch sự ha, gọi điện thoại họ chỉ dùng sử dụng với hai mục đích là nghe và gọi thôi, chứ họ không có chơi game như tụi mình. Còn tụi mình chơi game thì cần thiết gì phải mua mấy cái điện thoại iPhone làm chi, đúng không? Ham mê mấy cái đó làm chi cho khổ. Má nãy giờ luyện, nãy giờ mà mới lên được có nửa ống. Cố lên con cá của mình ơi. Được hơn nửa ống rồi. 2/3 ống rồi, còn chút xíu nữa thôi. Gắn lên xíu thôi mình sẽ được cấp 95, tiến hóa ăn cá luôn. Trở thành Piranha luôn. Ê, trở thành cá mập luôn. Từ cá Piranha răng đao cho thành cá mập luôn. Má từ cá sông đầm lầy cho thành cá biển luôn. Tiến hóa ăn cá ra biển ở luôn. Ghê thiệt. Nó hết mẹ nó chiêu. Nó đánh mình nó chết á. Má gần lên được cấp 95 lại chết. Má hỏi hồi mà đi bắt cái team này đã khó rồi nha, má luyện cấp nó còn khó hơn nữa, phải giỡn đâu. Có con dơi lên chỉ số tốc độ với lại lượng, cái lượng kinh nghiệm nó cho cũng trên 20.000, thấy cũng ổn. Nếu mà đánh nó không thì ổn lắm, dễ gì nó cho đánh con dơi không, thế nào cũng phải đánh mấy con khác nữa.
á, mình tăng cường độ dòng điện lên, mình thấy mình cảm giác mấy cái mô cơ của mình đang bị bóp. Khủng khiếp thiệt. Gọi lên cấp 95 rồi, cho tiến hóa luôn nha. Gọi lên cái mập slot mà. Chiêu này chiêu thường mà. Đi học chiêu thôi. Cái mập giờ bá đạo lắm. À, qua Z4 chết không? Sao chịu nổi cá mập không đuôi. Mình sẽ lấy một con đâu rồi, con này đi, con này có khách học chiêu cho cá mập thôi. Cái máy tập bụng này khó chịu quá, ý là nó tập mạnh quá bạn, nó bóp bóp méo cơ bụng khó chịu, phải chịu thôi. Giảm mỡ mà phải đeo nó. Không những mình đeo nó mà mình cũng phải tập cơ bắp nữa các bạn, mình phải tập gym nữa với tạ. Rồi con cá mập này, rồi bây giờ mình sẽ coi con cá mập này nó sẽ học chiêu gì nha các bạn. Con cá mập này là Sabedo, rồi không có chiêu luôn. Cá mập này nó mình không coi được chiêu của nó. Focus Energy là không có rồi nè, nhìn là biết rồi. Ô school 3 chiêu này nó mạnh khủng khiếp. Mình không biết con cá mập này học chiêu gì, các bạn cho mình cái hướng dẫn đấy các bạn. À, mình cũng không biết cá mập này học chiêu gì nữa. Thao là không học, và school 3 chắc có. Mấy chiêu khác thì không biết. Cá mập này toàn chiêu nước không à. Nhưng mà mình chắc là mình sẽ chiêu waterfall nhiều. AWS thì chắc là không có xài nữa. Search thì không cần. Có search thì AWS sẽ thay bằng cái chiêu khác. Mình sẽ thay bằng Poison Fang đi. Poison Fang là chiêu hệ ấy nè. Rồi. Với một chiêu nữa mình sẽ xài chiêu
cool 3 đi. Rồi ha. He. Cá mập của mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Ok, clip của mình tới đây tạm dừng ha các bạn. Tập sau mình sẽ luyện con chó này đi ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Đã được 4 con rồi.